Đi xã thú mà không mua gì cho khỉ ăn là hơi bị tệ nha. Ai à, chú bán chuối thôi rồi. À, hay lắm chú ơi, là đây bán cho con mấy trái chuối. Tiệm bánh mì nổi tiếng quận 3, bán vào buổi sáng đông, nhìn cũng đơn giản thôi nhưng mà rất là đông, đông khách đã 10 năm nay. Ủa chuối này nhiêu trái giờ Su Quỳnh? Trái 2.000. Trái này cắt rồi hả? Ừ. Còn một nải nhiêu? Nải trên ký, ký 15.000. Ký 15.000 hả? Ừ. Làm em ký đi. Ký ha. Chắc hơn ký quá. Mấy đứa mặt chuối lên luôn đây. Này 18 đi hết đi ha. Ok. À, lấy trái nữa chẳng 20. Lấy trái đủ 20 anh. Ừ. Rồi 20. Cho thêm xíu ơi, biết sao không cho khỉ vô đi đi sở thú á. Rồi. Rồi, cảm ơn Su Quỳnh. Rồi. Rồi. Giật cái điện thoại mày sao? Rồi cảm ơn nha. Điện thoại nó chạy một cái là chừng nào gặp lại trả ha. Đấy.